Theo Bộ Tài chính, thì tính từ đầu năm đến ngày 28 tháng 7 vừa qua thì đã có 36 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ với khối lượng là 62,3 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, từ thời điểm Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có hiệu lực đầu tháng 3 vừa qua, thì hơn 61 nghìn tỷ đồng trái phiếu đã được phát hành. Bên cạnh đó thì đã có một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng với khối lượng 6 tháng là 5,9 nghìn tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp thì đã thực hiện đàm phán với các chủ sở hữu trái phiếu để cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Một số tổ chức phát hành trong lĩnh vực bất động sản đã đạt được thỏa thuận gia hạn thanh toán trái phiếu từ 1 tháng đến 2 năm. Lãi suất được thỏa thuận tăng từ 0,5 đến 3% so với lãi suất ban đầu, ví dụ như tập đoàn Sovico, Novaland, Hưng Thịnh Land. Vì các doanh nghiệp chủ động đàm phán với chủ sở hữu trái phiếu đã góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư, đồng thời cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian tái cơ cấu, phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó có dòng tiền để trả nợ khi trái phiếu đến hạn sau quá trình tái cơ cấu. Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện cái khung khổ pháp lý, tăng cường cái trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành cũng như là của nhà đầu tư trái phiếu và các cái tổ chức cung cấp dịch vụ, ổn định cái thị trường bất động sản cũng là một cái yếu tố rất quan trọng hỗ trợ cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo Hiệp hội thị trường bất động sản, 70% cái khó khăn của thị trường bất động sản là xuất phát từ cái thủ tục pháp lý. Thế chúng tôi hình dung rằng nếu mà chúng ta gỡ được 70% này ấy, doanh nghiệp thì nhanh chóng bán được cái sản phẩm ra thị trường, thu hồi lại cái dòng tiền đầu tư của mình, và cái dòng tiền đầu tư ấy sẽ được sử dụng để mà tái cơ cấu lại nợ cũng như là trả nợ cái trái phiếu doanh nghiệp.